nhiều bạn ấy thì thắc mắc là làm sao để mà huấn luyện được những cái con chó nó rất là ngoan và nó nề nếp như thế này. Đấy, cho nó đang hóng mà cho nó đang nghe đấy. Thì thực sự mà nói là trong cái suy nghĩ của mình chưa từng nghĩ là mình huấn luyện cho nó. Cũng chưa có qua các cái con chó này của mình nó cũng chưa qua bất kỳ một cái lớp huấn luyện nào cả. Hoàn toàn là cái việc khi mà nuôi con chó gần gũi và nắn chỉnh chúng nó thì chúng nó tự cho nó điều chỉnh và nó ra như thế này, chứ không có cái gì là nghe là huấn luyện thế này thế kia ghê gớm cả. Hoàn toàn là nó mang cái tính chất nó như là mình nuôi cái con chó như là nuôi con chó ta ấy. Chứ nó chẳng khác gì nuôi con chó ta cả. Gần gũi chúng nó thì bảo chúng nó cái gì mà chúng nó đúng, cái gì chúng nó làm đúng ý mình thì khen, mà cái gì mà chúng nó mà làm không đúng ý thì bảo chúng nó thôi. Messi ơi, Messi ăn kiểu gì đấy? Nhẹ nhàng. Đó, kiểu như thế. Bảo cho nó là chúng nó sẽ tự biết được. Đây, mi đây. Mi ăn đi. Năn nỉ mi đấy, mi ăn đi. Mi đang dỗi đây này. Đây, của mi đây. Đấy. Đấy. Mi ăn đi. Để cho chị mi ăn miếng đã. Từ nãy đến giờ chị mi không mà. Đây. Đấy. Bình thường mi ăn được miếng to hơn mà tại sao hôm nay mi lại ăn miếng bé thế? Khi mà gần gũi với chúng nó ấy, thì sẽ hiểu được là chúng nó hiểu được rất nhiều điều mà người nói, chứ không phải là chúng nó không hiểu đâu. Không phải là chỉ có vài ba câu lệnh đứng nằm ngồi này kia đâu, chúng nó hiểu được cả những cái câu rất là dài của chúng ta. Hiểu, nó biết là một chuyện nhưng mà nó có làm theo không thì nó lại là một chuyện khác. Pila là như thế, là nhìn nó như thế nào sẽ biết được là Pila thích ăn bánh quy hơn là ăn chuối. Đang cho ăn bánh quy thì Pila nước dãi chảy ròng, nhưng mà cho ăn chuối một cái thì miếng to cái là Pila chê. Đây mi, đây mi, thân có mi đấy. Đấy nhá, để phần của mi đấy nhá. Mi hôm nay bị đau răng. Vất vả quá nhỉ, mi hôm nay ăn miếng bánh vất vả quá. Mi hôm nay bị đau răng. Mọi khi thì mi ăn miếng to mi cũng ăn được, hôm nay là mi lên cơn dỗi, lên cơn dở hơi, cho nên là cho miếng to là mi chê. Mi ăn cái miếng vụn mà con Mercy nó ăn, nó rơi xuống đó. Bánh quy là món ưa thích. Xin lỗi ăn còn để rơi xuống đùi anh à. Kiếm hết đi. Ông mà ăn không có để rơi vậy. Miếng cũng nhỏ chứ đâu có to đâu. Đây, của mi đây. Đó, để cho mi mấy miếng bé. Cái miếng to quá mi ăn nó đau răng. Hết một hộp nha. Cài đây nè. Hết một hộp. Để hộp này để lại chúng ta lại làm mấy quả chuối cho nó đỡ khô nhá. Để chén mấy quả chuối rồi chúng ta sẽ chén nốt cái hộp kia. Để anh xin miếng đã. Nói từ nãy đến giờ khô hết cả cỏ rồi.
Thôi siro ơi, siro lại cầm đi đâu? Là đây Vila này, phải ăn chuối này đi, ăn mấy miếng chuối là tí mới ăn gì được, ăn mấy miếng chuối là tí mới ăn bánh quy này, không chơi bài để bụng là ăn bánh quy đâu. Vila làm miếng chuối ra cho nó khô cỏ rồi tí nó rồi ăn bánh quy này, ăn chuối đi. Đây chuối đây, ăn chuối đi. Cái gì thế? Ăn đi, phải ăn đi chứ không phải để bụng để mà tí ăn bánh quy đâu. Cứ từ từ ăn mấy quả chuối đã. Ăn chuối xong rồi tí nó rồi ăn bánh quy. Anh ăn ngon này mà cần phải ăn lần lượt. Xong cái này mới ăn cái kia. Ê Messi, chuối mỗi khi ăn ngon như thế. Yumi này, làm miếng Pila. Ok, ăn mấy quả chuối xong rồi mới ăn bánh quy chứ. Chứ thấy có bánh quy này thôi lại không ăn chuối nữa. Để bụng ăn bánh quy làm gì có nhiều thế, chỉ có 2 hộp thôi. Thế quả này anh ăn nhiều hơn vậy. Ê, anh không biết phải ăn đâu. Chứ nghe thế ăn này thế này là thôi bố trí ăn bánh quy thôi. Ê, nốt miếng này. Ok. Messi nốt miếng đấy này, không có kiểu ăn này đâu nhá. Nốt miếng đấy rồi ăn bánh quy. Ok, chuối cất lên đây. Không ăn chuối nữa. Ăn nốt cái chỗ bánh quy này. Được rồi. Đây, Messi. Messi ơi. Lên đây ăn bánh quy không? Đi nữa kia. Không, không. Quay lại đúng chỗ cũ. Rồi, ngồi đấy. Đây. Này, Mi. Đây của Mi đấy. Cho bẻ cho Mi một miếng bé đi. Để cho đấy nhá, của Mi cho Mi ăn dần. Đây, siro. Đây, Pila. Bình thường ăn chuối ngon như thế, thấy có bánh quy này thôi lại để lại để bụng ăn bánh quy mà nói năng gì. Thế bình thường chuối cả nguyên cả nải nó đánh thút cái hết vẫn thòm thèm. Nay cho cả bánh quy đó thì mà chuối thì ngọt hơn bánh quy. Hôm nay cho cả bánh quy thì lại cho chuối lại còn quay đi. Đây Mi đấy, có Mi đấy. Đây, có Mi đấy. Mi không ăn tí là anh cho chúng nó chén hết đấy. Đấy, dở người thế. Bảo không ăn tí cho nó chén hết thì ăn luôn. Phần của Mi đấy, phát sẵn đấy. Phát sẵn phần của Mi đó. Ăn rơi thì nhặt hết đi. Ai ăn không à, không ai ăn để rơi lại đâu. Bắn lung tung cả vào mặt. Rồi. Mi. Đấy, mời Mi. Nè. Mời Mi ăn miếng cho có không khí. Nào. Mời Mi đấy, phần của Mi đấy. Ăn miếng đi cho nó vui. Ăn đi để anh còn phát cho chúng nó này. Mi. Ăn một miếng. Nào. Mi xin gái này, Mi ơi. Mi xin gái ăn miếng. Ăn miếng đi để còn phát cho chúng nó này. Siro đang chờ này. Yumi ơi. Này. Ăn miếng đi cho nó vui. Mi ơi. Mi. Để đây nhá. Để phần của Mi đi nhá.
mời mãi khổ, mời nhiệt tình như thế rồi không hiểu là dỗ bà dỗ cái gì nữa. Tôi cái lại bà không hiểu là bà dỗ cái gì, bà dỗ cái gì mà mời bà ăn bà không ăn. Đây của mi đấy, đây của mi đây, mi ăn đi cho nó vui. Ừ, của mi đấy, đấy phần của mi đấy, mi ăn đi, mi xinh gái mi ăn đi. Này siro này, siro nó nhìn là nó ngắm cái đống bánh ấy rồi đấy. Hôm nay ăn hai hộp thôi, hai hộp tức là mỗi hộp là 1, 2, 3, 4, 5 à, 20 à, 40 cái bánh quy à, đâu 5, 5, 3, 15, 30 cái bánh quy thôi. Như là mỗi cái khay này là nó có 5 cái, 5, 3, 15, 6 khay, mỗi con có 10 cái. Đây nhặt đốt đi, không ai để ăn để rơi này đâu. Đây mi này, mi không chén thì để cho con siro nhá. Mi là hết miếng to để ta chấm miếng bé. Có vẻ như hôm nay chị Juni thực sự đau răng. Này còn 3 miếng mi có ăn lốt không? Đó, mi không ăn anh chia cho chúng nó nhá. Mi đây, cho mi thêm đây. Đấy mi ăn đi. Đấy mi ăn miếng đấy đi. Còn miếng nữa mi ăn nốt đi. Ăn mi ăn nốt hay là nhường cho em siro? Còn một miếng mi con nốt không hay nhường cho em siro nào? Hay nhường cho em siro nhé. Thế có vẻ như là cái bánh quy hôm nay, cái loại bánh quy là nó dày. Đây mi đây, mi rồi, loại bánh quy là nó dày nên là thôi bảo kết thúc là hai đứa kia nó không ăn mì chuối nữa thì chúng ta anh em chúng ta ăn nhá, còn kia nó không ăn nên thôi. Ăn thì lên chứ, lên đây con phi la là nó chê rồi. Đứa nào thích ăn nữa thì lên chứ anh này anh không mời. Thế đây phi la ăn đi. Rồi, ở yên đấy ăn thôi. Merci. Ăn không? Anh không mời đâu nhá. Đấy. Này siro. Lúc nào mà siro không ăn nữa siro bảo anh nhá. Anh với siro chén. Hai đứa kia hôm nay là nó có bánh quy là nó ăn là nó chê chuối rồi. Chuối ngon như thế mà nó chê. Chúng ta làm mấy quả?